Dạ vâng, thời gian vừa qua nếu như mà anh chị đã theo dõi bên em tượng gỗ Sử Vân Hồng thì chắc chắn là anh chị cũng có thể biết và cũng như là được thưởng lãm rằng đó là những tác phẩm mà bên em hoàn thiện trên chất liệu gỗ đàn hương xuất xứ từ Ấn Độ. Và trong video ngày hôm nay em mong muốn là được đưa lên một siêu tác phẩm Ma Đá Thành Công hay còn gọi là Bát Mã Truy Phong. Bên em cũng đã mới hoàn thiện xong nhưng cũng đã được một anh trai hữu duyên và ủng hộ rồi. Tác phẩm đẹp thì cũng đã được hữu duyên với cả người cần tìm, đúng không ạ? Và khi tác phẩm này bật đèn lên đấy thì anh chị cùng là được nhìn thấy giúp em một cái tủ kính sáng và tôn lên làm cho tác phẩm này đẹp hơn rất là nhiều. Và em cũng sẽ là tiến máy quay sát lại gần tác phẩm để anh chị có thể được nhìn ngắm giúp em, đó là hình ảnh của 8 chú ngựa đang phi về phía trước, mang lại sự thành công, thăng tiến trong công việc, sức khỏe và cũng như là trường thọ. 8 chú ngựa đang cố gắng và cũng như là đoàn kết, thể hiện một cái tinh thần rất là tuyệt vời. Tác phẩm này em xin phép đo cả đế anh chị nhá. Tác phẩm này cả đế là có chiều cao là 28 này. Chiều ngang tác phẩm là 45 và chiều sâu cho tác phẩm này là 13 anh chị nhá. Đó là em đã đo chiều cao kích thước của cả đế. Hình ảnh rất là đẹp luôn, và với cầu ngựa như này mà trên phôi gỗ đàn hương Ấn Độ là một tác phẩm rất là to, rất là vip rồi. Đấy, và cái dòng gỗ này thì rất là đắt đỏ. Bình thường ra những tác phẩm này trên thị trường anh chị cũng có thể là biết là phải bỏ ra với số tiền nhiều chục triệu đồng thì có thể là mới được sở hữu một tác phẩm như vậy. Anh chị cùng nhìn ngắm giúp em đây, đó là một chú ngựa đang ngoái đầu về phía sau, rất là đẹp anh chị nhá. Từng cái thớ cơ bắp thịt và cũng như từng phần chân của những chú ngựa đây em làm moi móc rất là kỹ, đều là liền khối hết, và phía dưới là bên em cũng đục xẻ đá. Và ở tác phẩm này phần dưới đế thì em có thiết kế đó là một chiếc gậy như ý và có làm thêm những cái họa tiết hoa văn đục nổi chặt nổi hết lên rất là đẹp đấy. Và bên em liên tục thời gian tới sẽ làm ra những cái siêu phẩm kế tiếp, không chỉ là tác phẩm như thế này nữa mà còn nhiều những siêu phẩm khác đấy, ví dụ như là ngài Phật Di Lặc, ngài Thần Tài, ngài Quan Công, rồi cũng như là ngài Đạt Ma và cũng như là tác phẩm về Phật Mẹ nữa đấy. Rất mong anh chị đang quan tâm tới cái dòng gỗ đàn hương Ấn Độ này thì dịp tới tầm khoảng 2-3 hôm nữa thôi thì em cũng sẽ là hoàn thiện ra kế tiếp những tác phẩm đó đấy. Và em cũng xin phép là kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh chị ở một video giới thiệu tác phẩm mới nhất ở những video tiếp theo anh chị nhé. Xin chào ạ.